Alo alo, đến hẹn lại lên. Video hôm nay với 13 câu đố tổng hợp mang tính giải trí cực mạnh nhưng cũng thuộc top hack não số 1, giúp bạn luyện mắt tinh, thông minh nhạy bén, tăng cấp độ IQ vươn lên nhất lớp nhất trường, sẵn sàng chưa? Mở đầu với một câu đố không dành cho bà hàng xóm mà chỉ dành cho những thánh soi đặc biệt của nhanh trí, với một màn cute xỉu up xỉu down giữa Hooky, Kissy và ối rồi ôi, một phiên bản đặc biệt của Hooky Baby. Đố bạn tìm ra 3 điểm khác biệt giữa hai bức hình này. Trời, như một gia đình hạnh phúc, không kiểu mẫu, nhưng Phan Nhanh Trí vẫn soi ra những điểm khác bọt nhất ở đây nè. Một câu đố hách não cực mạnh, chỉ dành cho những bạn có IQ 2000 trở lên. Nếu bạn có không giải được thì cũng vui vẻ không quạo nha. Đố bạn, ai thông minh hơn? U là trời, với những bạn hay đi thang máy cùng bố mẹ hoặc anh chị thì cũng biết cảm giác phải đứng chờ thang máy rồi nhỉ. Nhưng tư thế lúc đứng chờ như thế nào các bạn đã biết chưa? Đáp án chính con nhà bà sắc là tư thế ở hình A nha. Khi đứng đợi thang máy thì cần đứng gọn gàng, nắm tay người lớn, không nô đùa. Tiếp theo là một câu đố với những chùm icon cực quen đến không thể quen hơn được nữa. Hãy dùng đôi mắt tinh như đại bàng của mình để tìm ra một icon khác biệt nhất. Bạn chỉ có 10 giây thôi. Có một sự rối mắt không hề nhẹ anh em ạ. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn ra nhìn vào thì cũng thấy cái sự khác bọt duy nhất nó ở đây này. Đã dành cả thanh xuân để đi giải đố thì sao mà bỏ qua câu đố đã được hỏi từ hàng ngàn năm qua mà chưa có lời giải này. Mình chắc chắn chỉ có 1% các bạn trả lời đúng thôi. Đố bạn, con gà có trước hay quả trứng có trước? Sau thời gian suy nghĩ thì mình chỉ nghĩ ra được đây là một câu đố mẹo thôi. Các bạn có đáp án chưa hay để mình công bố luôn? Chính con nhà bà sắc thì quả trứng có trước nha. Vì đề bài không nói là trứng gà cho nên quả trứng ở đây có thể là trứng của bất kỳ loài nào, chẳng hạn như khủng long đẻ trứng trước khi có loài gà. Có bạn nào có ý kiến khác không? Comment ngay cho mình biết với. Một câu đố cực xoắn não cần đến những bạn có IQ 2000 và khả năng quan sát tinh tế nhất lớp mới tìm ra được các điểm sai trong bức tranh này. Đố bạn, có bao nhiêu điểm sai và nó nằm ở đâu? Trời, nhìn thì như chẳng có gì sai, nhưng thực ra lại có đến 3 điểm sai. Ở đây chính là cột đèn giao thông không có đèn đỏ, chiếc xe buýt không có cửa. Lịch tháng 12 in sai hay sao mà lại có đến ngày thứ 32 nhỉ? Bạn nào mà tìm được đúng 3 cái điểm sai này thì đúng là có một đôi mắt amazing good job đấy. Một câu đố tiếp theo, triệu hồi các thánh toán học, các nhà logic học tương lai ở đâu mời hết vào đây, thử tài với câu đố cực xoắn não này nào. Dù bạn có là người giỏi nhất, thông minh nhất, nhưng cũng đừng chủ quan nha. Câu đố nhanh trí thì các bạn biết rồi đó, hack não đến tận giây cuối cùng luôn. Có 24 que diêm được xếp như hình, hãy bỏ đi 4 que diêm để chỉ còn lại 5 hình vuông. Vậy bạn sẽ bỏ que diêm nào? Su cả na cho bạn nào chưa tìm ra đáp án. Mình nói rồi, câu đố nhanh trí không có khó nhất, chỉ có khó hơn. Show cái đáp án luôn cho anh em đỡ mong chờ là hãy bỏ những que diêm như trong hình đi, rồi bạn sẽ đáp ứng được yêu cầu của đề bài. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, Phan cần giải đố, tìm bông hoa cơ. Một câu đố tưởng dễ mà không hề dễ chút nào. Hãy quan sát thật kỹ bức hình đầy những bông hoa này và tìm bông hoa khác biệt nhất. Bạn chỉ có 10 giây thôi đó. Ra chưa anh em ơi, mình là mình chờ sâu đáp án suốt ruột quá nè. Thôi công con nhà bà bố luôn nha, cái bông hoa khác bọt nhất nó ở đây này. Bạn nào mà tìm được bông hoa trong pha này thì đúng là có một đôi mắt đỉnh của chóp luôn đấy. Bé xíu thế mà cũng tìm ra được. Thêm một chùm câu đố cực hách não chỉ dành cho người có IQ cao. Bạn nào tự tin mình là người thông minh nhất lớp thì đứng ra đây solo với mình luôn. Đố các bạn, trong dấu hỏi chấm là số mấy? Mình nói chứ, các thiên tài thần đồng toán học chưa tìm ra lời giải thì anh em Phan Nhanh Trí đã tìm ra rồi đây.
từ hình ảnh ta tính được báo bằng 15, mèo bằng 6, chuột bằng 3, từ đó tính được đáp án cuối cùng là bằng 93 nha. Vậy cứ thế điền vào dấu hỏi chấm thôi, số 93. Tiếp nữa là một câu đố cực khoai lang khoai sọ mà lọ mọ thì không tìm ra đáp án đâu. Vẫn hết trí thông minh, khả năng quan sát tia nhanh như chớp, mạnh dạn thách đố các bạn, tìm ra điểm khác biệt nhất ở trong hình này đấy. Thấy gì ở đây? Một dãy chỉ toàn chữ E màu hường. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy có một chữ cái khác đã bị lẫn trong này, chính là chữ S, và nó ở chỗ này nè. Đúng là mắt không tình thì không thể nào có câu trả lời được đâu. Không giải được thì cũng vui vẻ không quạo nha, vì mình còn nhiều câu đố lắm, mà toàn câu xoắn não thôi, không phải ai cũng giải được. Ai tự tin mắt tinh, đầu thông minh thì ngại gì không chém luôn câu sau nhỉ? Đố bạn mảnh ghép nào phù hợp để hoàn thành bức tranh chú vịt Donald này? Soi kỹ nha anh em, soi đến từng mm, từng góc cạnh nhỏ xíu 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 thì mới tìm ra được mảnh ghép toàn chi tiết nhỏ thế này, lại chính là mảnh số 1. Ghép thử xem có đúng không nha. U là trời, chuẩn không cần chỉnh anh em ạ. Bạn có tự tin mình là người thông minh tỉnh táo tiếp không? Bạn nghĩ bản thân bạn không bao giờ bị đánh lừa? Một câu đố triệu hồi những ông vua bà hoàng chúa tể giải đố vào thử ngay câu đố sau để xem cái tự tin của bạn có thực sự tìm được đáp án đúng không nha. Đố bạn có thể trừ 2 từ 50 bao nhiêu lần? Dành cả thanh xuân để học toán thì pha này không giải được, lại nhường hết cho anh em fan nhanh trí thông minh tinh mắt nhất quả đất bây giờ nè. Hơn nữa, chị Chí mình còn có hai cơ chặt chém đáp án ngay đây. Chính con nhà bà sát là có thể trừ 2 từ 50 một lần mà thôi. Nghĩa là lấy 50 trừ 2 bằng 48, và muốn trừ tiếp thì trừ từ 48 mà đi chứ, đúng không? Tiếp nha, cực nóng đây này. Thử tài thám tử tập sự của anh em fan nhanh trí với câu đố cực hách não đây. Hãy vận dụng hết khả năng quan sát phán đoán suy luận để tìm ra ai là người nói dối nhé. Các vụ mất tích liên tục xảy ra tại một vùng quê. Một tháng sau, cảnh sát nhận được tin báo về một ngôi nhà bỏ hoang đáng ngờ và đã đến kiểm tra. Ở tầng hầm, họ tìm thấy hai người đàn ông, cả hai đều nhận mình là ông chủ giàu có, bị đối phương bắt cóc và nhốt ở đây. Có một trong hai người nói thật, người còn lại nói dối. Theo bạn, ai là người nói dối? Sukarna thật xui xẻo cho hai người đàn ông này, qua mắt được nghiệp vụ cảnh sát nhưng không qua được đôi mắt tinh như đại bàng của anh em fan nhanh trí đâu. Cái người nói dối chính là người đàn ông bên phải kia chú cảnh sát ơi. Vì nếu như lời khai bị nhốt suốt 4 tuần thì người đàn ông này phải mọc đầy râu ria, tóc tai bù xù, không thể trải chuốt gọn gàng như thế này được. Chốt hạ một câu cuối, không chỉ cần đến kỹ năng thám tử thông minh nhanh trí mà các bạn còn được trải qua huấn luyện mật vụ như các điệp viên FBI 007 trên phim truyền hình Mỹ vậy đó. Ông Nam dọn ra khỏi ngôi nhà ở miền quê để sống trong thành phố. Nửa năm sau khi mùa hè đến, ông lại chuyển về quê sống. Nhưng khi vào nhà, ông Nam đã gọi cảnh sát vì cho rằng có người đã sống ở đây khi ông vắng mặt. Vì sao ông Nam lại nghĩ như vậy? Trời tạo ra địa chấn và anh em mình chắc chắn là điểm nhấn rồi. Quan sát kỹ bức ảnh chụp khi cảnh sát đến nhà ông Nam, các bạn sẽ thấy điểm khả nghi ở đây. Ông Nam nói ông đã có nửa năm không ở ngôi nhà này, nhưng những chậu cây xanh trong nhà vẫn tươi xanh như có người chăm sóc hàng ngày. Các bạn có lý giải nào khác không? Comment ngay cho mình biết với. Thanh xuân như một ly trà, uống hết ly trà thì cũng hết câu đố rồi. Anh em rót thêm ly nữa, đợi những video sau của Nhanh Trí nhé. Còn bây giờ thì tay đâu, nhấn like, share và đăng ký kênh ngay. Rồi tắt điện thoại đi ngủ thôi.